Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số loa G giá khá là tốt. Số điện thoại của em Việt là 0963 721 519. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì quý vị và các bạn nhắn tin, em Việt sẽ trả lời sau nha. Đôi khi em Việt bận công gói hàng hay là bận chở hàng, mình không có nghe máy liền được nha quý vị và các bạn. Và tất cả các mặt hàng trong video này là hàng đã qua sử dụng, hàng cũ rồi nha quý vị. Và những cái món này có thể là sản xuất cách đây 50-60 năm rồi. Thì quý vị và các bạn vui lòng xem kỹ sản phẩm trước khi mua nha. Để khi mà mình mua về rồi cái cứ đặt câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia thì nó rất là mệt. Còn bạn nào mà lăn tăn, chưa tin tưởng hay là thấy giá nó cao quá thì mình tìm chỗ khác mình mua. Rồi, cặp loa đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp loa Tannoy Edden đời 8 lỗ ốc. Thì cặp này gân mục đã thay, còn lại tất cả nguyên zin hết. Để em Việt nghiêng xuống cho quý vị và các bạn cùng xem cặp loa đẹp xuất sắc. Màn giấy đâu này nọ đẹp keng ha, quý vị và các bạn. Keng xà beng. Gần mục thì đã thay rồi nha quý vị và các bạn. Gần mục đã thay. Đó, quá đẹp. Đây là dòng loa Tannoy Edden đời 8 lỗ ốc và từ Anico, chạy cũ 385/8 dòng monitor. Thì vì một bạn biết đối với dòng Tannoy á thì những cái dòng này nó là dòng cao cấp, giá trị rất là cao. Con này thì em Việt bán giá tốt cho vì một bạn, bao zin tuyệt đối, bao thợ thay kiểm tra, mình thay gân xong rồi mình cũng vệ sinh mấy cái dơ bụi bặm rồi khỏi. Đây Tannoy trên sườn luôn, nó đóng trên sườn rồi. Bên đây cũng đẹp keng. Bây giờ thì cái con Tannoy này á là nó dạng đồng trục, cái chép nó nằm ở phía bên trong, nằm ở phía bên trong đó quý vị và các bạn, nằm ở phía bên trong trong cái mũi lo á. Rồi để em Việt lật lại cho quý vị bạn cùng xem. Con này nặng quá ta. Rồi nhìn từ xa thì quý vị và các bạn nhìn củ lo đẹp căng xe ben, nước sơn đồ ok hết. Bát 40 thì con này trên thị trường giá em Việt thấy có rất là nhiều anh em bán nó phải 30 mấy 40 triệu đó. Thì cặp củ lo không á. Rồi thì cặp củ lo này nó sẽ đi theo cái bộ phân tầng. Đây là cái bộ phân tầng của cặp củ lo này. Và quý vị và các bạn thấy ở đây là hãng họ đề là Tannoy Edden nha. Và cái chạm này là cái chạm ở phía sau chỗ quý vị và các bạn bắt cái dây từ âm ly ra nè. Còn cái đầu dây này á là để cắm vô cái lỗ mà có bốn cháu đây nè, mình cắm vô thế này là hát thôi nha quý vị và các bạn. Đó. Rồi về cái phân tầng này nó có một cái điểm khác là cái con này nó không trùng số seri. À, quý vị và các bạn, nó không trùng số seri, chữ ký thì nó y nhau luôn nè. Đây. Nhưng cái số seri thì con này là 1692, còn con này là 1573. Một bên là 1692, 1573 là cái số seri là nằm đây nè nha. Rồi thì nó không trùng số seri, phân tầng thì nó do giống nhau nhưng mà nó có khác nhau ở một cái chỗ này, một cái điểm này đâu rồi. Đây cái màu của cái mạch này thì quý vị và các bạn có thể thấy là một bên trắng trắng, một bên xanh xanh đó. Thì nó đợt này nó vậy, đợt sau nó khác thôi chứ nó không có vấn đề gì đâu quý vị và các bạn ha. Đối với phần mạch dạ, này dính cái gì? Ủa, cái này là zin của hãng chứ. Đây nó cũng có một cục nè. Đó. Rồi. Về cái mặt ở phía trước này, cái volume mà chỉnh lớn nhỏ nè. Đây. Để em Việt quay kỹ cho quý vị và các bạn xem. Volume chỉnh lớn nhỏ này thì hai cái volume này, một cái thì nó có cái lằn gạch trắng, một cái thì không. Thì nó khác số series, khác đời là như vậy. Rồi
Về phần tủ thì để em Việt quay cho quý vị và các bạn cùng xem ha. Đây, tất cả các con tủ thì thông số nó đều y nhau. Nó đều y nhau ha. À, và mình tìm ra một cái điểm nó khác á, là cái con tủ bên đây. Con tủ này nè, nó vẫn là tủ zin, thông số thì y nhau, đã đo kiểm rồi. Là cái con này á, nè nó thì nó cũng có số đây nè, nó có chữ nó có số 33R luôn nè. Ở đây thì cũng vậy luôn nha quý vị các bạn, nằm bên trong á. Thì thông số nó y nhau à, nhưng mà một con bự con nhỏ. Đó. Thì hai cái đời nó khác nhau vậy thôi, còn những cái khác thì mình thấy nó y chang mà. Nó không có gì khác hết ha. Đó. Rồi. Và âm thanh á thì mình test nó cũng y nhau, nó không có vấn đề. Chẳng qua là một đợt thì họ sản xuất con tụ màu xanh, con tụ màu đỏ, con tụ màu tím hay là đợt tụ nhỏ tụ lớn gì đó, nó là như vậy thôi quý vị và các bạn. Cũ lo thì ok. Rồi. Thì cặp này ở trên thị trường thì giá nó phải 38 40 triệu đồng. Đó là giá ở thị trường, còn em Việt bán cho quý vị và các bạn 26 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship, đặt cọc thì mình bán 28 triệu đồng, cọc cho mình 8 triệu đồng. Khi nhận hàng kiểm tra hàng đúng như video mô tả thì thanh toán tiền cho bên đơn vị vận chuyển, và đặc biệt là mình không bao phí vận chuyển cho những đơn hàng cọc, và những hàng của mình bao tất cả các thợ giỏi kiểm tra. Thợ càng giỏi càng tốt, cứ kiểm tra. Và theo mình biết là cái cặp Aden mà đời 8 lỗ này đó thì nó hay hơn đời 4 lỗ sau này rất là nhiều luôn. Đây là cái đời cổ nha quý vị và các bạn, cái giá trị của nó cũng cao hơn cái đời kia. Nhưng mà em Việt bán thì giá vẫn vậy thôi. Quý vị và các bạn đi khắp các tiệm audio đi, một cặp loa như thế này không ai dám bán cho quý vị và các bạn 26 triệu bao ship thay gân đâu. Gân không là 1 triệu rồi đó. Rồi bao ship cho quý vị và các bạn thêm mấy trăm nữa. Vì quý vị và các bạn thấy giá cực kỳ tốt. Bạn nào có ý định mặc cả trả giá thì đừng alo để khỏi mất thời gian. Rồi mình có một cặp chép của Pioneer. Thì cặp chép này á, mũi của nó là mũi nhôm. Và cặp chép này nè, ngang là 20, chiều cao là 10, còi gang 6 lỗ nằm bên trong. Model là BT405F-2, zin nguyên bản hát tốt. Giá cặp này là 2.200.000 đồng, 2.200.000 đồng nha quý vị. Rồi bạn nào muốn chơi hàng đỉnh hơn thì mình chơi con Fortes này. Cặp Fortes này chiều sâu là 31, ngang 32, cao là 12. Còn củ từ này, chiều sâu của củ từ là 8 và đường kính vòng tròn của củ từ là 10. Và họng này là họng của Fortes luôn. Và cái còi này là FD600, 8 ohm, 50W. Fortes thì khỏi bàn cãi về chất âm rồi. Cặp này thì về với tình trạng là nguyên bản nguyên zin, hàng đẹp, em Việt chưa có vệ sinh thì vì các bạn thấy nó đốm trắng này nè, nó là dơ thôi nè. Con này lau chùi là một cái là đen thui đẹp ken nha. Rồi cặp Fortes này giá là 8 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship. Rồi, bạn nào mà muốn chơi họng kèn thì đây em Việt có một cặp họng kèn. Cặp này nó nặng đâu 11 kg mấy đó. Thì chiều sâu của cặp họng này là 34, ngang là 44 và cao là 18. Mà cặp họng này thì nó có đắp chống ồn, còi gang đắp chống ồn. Và cái đường kính ở phía dưới này thì nó là 9 cm. Và cái lỗ mà ngang này để dùng bắt cho những củ còi của Mỹ á, như anh test á, thì mình tính giữa lỗ này với lỗ này là 7.5. Còn cái lỗ xéo này là 5 cm, đây qua đây là bắt cho những cái củ cội của Nhật. Còn nếu mà không vừa thì quý vị bạn có thể phan cái lỗ khác dễ mà. Rồi. Cái cặp mà họng này giá mình bán cho quý vị và các bạn là 7 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship. Ở bên trong này em Việt có một bộ phân tần của JBL, được hãng Sansui họ phân phối ở bên Nhật. Đây có tem Sansui đây. Đó, và số series là 207411 206410. Ok. Rồi
Cái phân tầng của này là 3106 thì nó dùng cho một batch 40 và một dép cồi. À, thì đường in là ở đây, đầu vào ở đây, còn batch thì đây, chép thì đây. Đây là volume dạng nhỏ lớn, chỉnh cho nhỏ lớn của chép á. Zin hát tốt cái bộ phân tầng hộp này. Quý vị và các bạn chiều cao 15, ngang 12. Rồi bạn, cái bộ này thì trên thị trường thì giá nó 7 triệu, em Việt bán chỉ có 6 triệu, bao ship tận nhà, chứng khoán đủ. Bạn nào muốn đặt cọc nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền thì mình bán 7 triệu, cọc cho mình 2 triệu. Rồi phân tầng của hãng JBL MG825, một bát 40 một chép, nó có luôn cả cái chạm nè. Rồi chiều sâu 10, xin lỗi, chiều cao chứ. Chiều cao là 17 feet 7. Chiều ngang là 15. Bộ phân tầng này thì nguyên bản nguyên zin, dây chạc đầy đủ luôn. Về cắm là ok luôn, một bát 40 một chép. Bộ phân tầng này có giá là 4 triệu đồng. Chuyện khoản đủ mình bảo ship. Ở đây một cặp JBL bát 40. Màn giấy gân vải. Cặp này thì tình trạng đẹp kém. Ây da, nặng quá. Nguyên bản nguyên zin. Này dính bụi dính dơ nha. 2032H. Con này là 2032H. Model của cái bát á. Sườn đúc nặng. Là con này lại chẹo tay luôn. Rồi, cặp bát thì mình bán cho quý vị và bạn với cái mức giá là 8 triệu đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà nha. Cặp bát JBL hàng chuẩn zin. Ở đây là một cặp chép của hãng JBL, model là 2416H trừ 1, model 2416 trừ 1. Và cũ từ này thì nó khoảng 13. Và cái cũ này, và cũ này mình vặn ra được nha, cái họng của nó nè, vặn ra được. Cũ đẹp keng. Và cái họng này đường kính của nó là ngang 32,5, chiều cao là 16. Rồi, cặp này thì zin hát tốt. Mình bán cho quý vị một bạn 6 triệu 500 nghìn đồng, chuyển khoản đủ mình bao ship luôn cặp họng chép của JBL. Rồi, bạn nào cần mua món nào thì liên lạc với mình. Em Việt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin chào.